Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 12, thông tin từ cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam và Công an thị xã Duy Tiên đã xác định được danh tính tài xế ô tô không chấp hành tín hiệu dừng xe, tông thẳng vào cảnh sát giao thông. Tối ngày 15 tháng 12, tổ công tác cảnh sát giao thông thị xã Duy Tiên Hà Nam thực hiện kiểm soát trên đèn nồng độ cồn, khi cán bộ cảnh sát giao thông ra tín hiệu yêu cầu xe ô tô màu đen dừng lại kiểm tra, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tông thẳng vào hai cán bộ cảnh sát giao thông khiến một người bị húc văng. Sau khi gây ra vụ va chạm, tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy, cán bộ cảnh sát giao thông bị thương đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Nam và công an thị xã Duy Tiên nhanh chóng vào cuộc xác minh, xác định xe ô tô mang biển số 30K46084 nhãn hiệu Honda HRV RS chủ phương tiện là ông Phạm Văn Hát sinh năm 1981 xã Trì Thủy huyện Phú Xuyên Hà Nội qua xác minh ban đầu xác định người điều khiển xe ô tô thời điểm xảy ra sự việc là Phạm Đình Huân sinh năm 2003 con trai ông Hát Công an thị xã duy tiên vận động gia đình đưa Phạm Đình Huân về trụ sở cơ quan công an để làm việc tại cơ quan công an bước đầu nam tài xế khai nhận về hành vi vi phạm của bản thân.